Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiền Đức Chứng Minh. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên sư thầy trụ trì chùa Ngọ Dương Hải Phòng. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ và an lạc tới quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, lâu lắm rồi chúng ta mới có nhân duyên gặp lại mới đây mà đã tròn một năm rồi. Cái thành nhớ là cũng vào những ngày đầu xuân tháng 2 thì thầy trò chúng ta có một buổi giảng pháp cũng đúng cái dịp vậy dỗ tổ đầu năm của chùa Ngọ Dương thấm thoát một năm thôi đưa. Hôm nay chúng ta lại gặp mặt tại chùa Ngọ Dương. Cái thành nhớ năm ngoái lúc mới vào giảng đó thì giảng đường này đã xong chưa quý Phật tử? Chưa xong đúng không ạ? Chưa xong. Nhưng mà chúng ta cũng đã về đây tinh tấn nghe pháp rồi. Tinh tấn nghe pháp. Cho cái thành hỏi là năm ngoái ai có mặt nghe giảng vào ngày này năm ngoái giơ tay cái thành xem nào. À, cũng đông nhờ Dạ rồi cho một đàng pháo tay thật lớn ạ. À nên hôm nay chúng ta gặp lại rất là hoan hỷ tại vì cứ mỗi năm trôi qua thì chùa chúng ta lại phát triển nhiều hơn. À, cụ thể là cái ngôi giảng đường này là sự nhiệt tâm của sư thầy trụ trì. Nhiệt tâm của rất nhiều quý Phật tử hộ đạo để xây được cái giảng đường tại vì chánh điện là nơi chúng ta lễ lại tụng kinh, cử hành các nghi thức lễ. Tuy nhiên trong ngôi chùa mà có thêm một khu giảng đường, tức là vị sư thầy trụ trì có để ý đến vấn đề hoàng pháp, có thể vị thầy trụ trì không trực tiếp ngồi trên pháp tòa để chia sẻ đạo lý đến quý Phật tử. Nhưng mà trong tâm của quý Thầy chắc chắn phải có lý tưởng hoằng pháp độ sinh thì mới bỏ công, bỏ sức, bỏ bỏ của để xây lên cái dạng đường này. Và nếu chỉ có một mình sư thầy trụ trì Có lý tưởng hoằng pháp mà nếu không có quý phật tử đầu tiên chúng ta đóng góp công sức của mình tài vật của mình để xây dựng thì xin thưa quý phật tử chúng ta có xây dựng được cái giảng đường như vậy không quý phật tử không khó lắm đúng không ạ hoặc là khi đã xây xong rồi mà quý phật tử không nhiệt tâm về đây tu tập không nhiệt tâm về đây nghe Pháp thì cái giảng đường này xây ra tốn công, tốn của, tốn sức thì có lợi ích không quý Phật tử. Không hề có lợi ích. Không hề có lợi ích. Nên khi cái thần mặc dù cái thành không có ở Hải Phòng, cái thành cũng rất ít có nhân duyên về với chùa Ngọ Dương. Nhưng cái Thần cũng quan sát một số hoạt động điển hình tại chùa Ngọ Dương. Và hầu như những hoạt động đó các thành đều có mặt để tham gia. Nên các thành nhớ khi xây xong giảng đường thì một trong những cái đại phước duyên, một trong những cái công đức rất lớn của sư thầy trụ trì nói riêng và quý Phật tử ở đây nói chung đó là tổ chức được khóa tu mùa hè có tu mùa hè, cái tình nhớ là cái khóa tu đó, cái buổi giảng pháp đầu tiên, cái thành cũng được nhân duyên về đây chia sẻ, nhìn thấy cái ngôi giảng đường vừa mới xây dựng xong, thì ngay lập tức sư thầy tổ chức khóa tu mùa hè, có đến hai ba trăm em học sinh về đây tu, trong vòng năm ngày bảy ngày, thì xin thưa quý vị tử trong vòng 5 ngày đó, 7 ngày đó, các em tu sinh về đây có những thời tụng kinh, lễ Phật, tọa thiền, nghe Pháp, ươm mầm trí tuệ, ươm mầm đạo đức. Thì xin hỏi quý Phật tử có phước không ạ? À? Lớn không ạ? À? Cho một tràng pháo tay. Nên cứ mùa hè về thì cái nơi giảng đường này này cái công sức, cái tâm huyết, cái nhiệt thành của sư thầy trụ trì và quý phật tử được đền đáp vì sao? Tại vì các em tu sinh về đây, quý vị phụ huynh có đủ niềm tin vào sư thầy trụ trì, vào ban tổ chức khóa tu nên mới gửi con em mình về chùa đế để, để tu. Cho cái tần hỏi vừa rồi chùa mình tổ chức khóa tu mùa hè ai có gửi con em tới chùa tham gia khóa tu giơ tay để cái thành xem nào. Dạ giơ tay cao để cái thành xem nào. Dạ cũng có khoảng vài chục người. Cảm ơn quý Phật tử. Khi con mình về đây tu 5 ngày, 7 ngày trở về gia đình quý Phật tử cảm thấy con mình có thay đổi phần nào không? Có, đúng không ạ? À? Trong cái vấn đề ăn uống cũng thay đổi những cái công việc hàng ngày cũng bắt đầu có những sự thay đổi rồi. Thì hy vọng năm nay chùa chúng ta nếu tiếp tục tổ chức khóa tu mùa hè, chúng ta sẽ như thế nào ạ? À? Tiếp tục gửi con em về chùa tu tập để ươm mầm trí tuệ và đạo đức, đồng ý không quý Phật tử, đồng ý không? Nên trong dịp đầu xuân năm mới và hôm nay chúng ta cũng là ngày dỗ tổ chùa ngọ dương chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau chắp tay để hướng về tam bảo ai cũng sẽ có những lời cầu nguyện riêng nhưng cái tình hy vọng rằng trong rất nhiều những lời cầu nguyện thì chúng ta nhớ có một lời cầu nguyện là gì cầu nguyện cho đạo tràng ở chùa ngọ dương của chúng con được tiếp cận với phật pháp nhiều hơn nữa cầu nguyện cho đạo tràng ngọ dương của chúng con có nhiều khóa lễ có nhiều buổi giảng pháp hơn nữa để ai có nhân duyên đến với chùa ngọ dương được tăng trưởng công đức khai mở trí tuệ được không quý phật tử được không ạ à? hôm nay là một lần nữa cái tành đầy đủ nhân duyên được sự thương tưởng và tạo điều kiện của sư thầy trụ trì chùa ngọ dương được sự thương tưởng và tạo điều kiện của Chư Tôn Đức chứng minh Và được sự nhiệt tâm hộ đạo của Quý Phật Tử Cái tành lại quay trở về Chùa Ngọ Dương Và hôm nay cái tành xin được gửi đến toàn thể Nam Nữ Quý Phật Tử Một đề tài pháp thoại như là một món quà đầu xuân Hy vọng với đề tài pháp thoại này Chúng ta sẽ yêu quý hương Đạo Phật Chúng ta sẽ sống một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa đem lại lợi ích an vui cho mình và cho to tất cả mọi người và đề tài phát thoại cái tình gửi đến toàn thể quý vị tự hôm nay có chủ đề là sai lầm lớn nhất đời người kính mời đại chúng cùng lắng nghe nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ở đây đầu tiên cái tần hỏi có ai ngồi trong hội chúng này mà chưa mắc bất cứ một sai lầm nào không có không tức là mình cảm thấy mình hoàn hảo chưa bao giờ có một cái điều gì sai lầm cả thì giơ tay có không ai cũng có cả nếu mà cảm thấy mình hoàn hảo có quá không có lỗi lầm thì thỉnh lên ngồi chung với ai chung với phật tại vì phật mới hoàn hảo tuyệt đối mới giải thoát giác ngộ tuyệt đối mới không còn lỗi lầm. Còn thầy trò chúng ta ngồi ở đây là phàm tăng, là phàm phu, đang tu. Mà tu là gì? Sửa, nếu mình hoàn hảo rồi, mình có sửa không? Không. Đúng không? Mình xấu, mình sai, mình mới sửa. Nên chúng ta đang tu, tức là mình đang sửa. Đang sửa tức là mình có con lỗi, còn sai lầm. Tuy nhiên, có những sai lầm mình sửa được nha quý Phật tử. Nhưng có những sai lầm không sửa được, khó sửa được. Có những sai lầm mình sửa rồi thì cái thiệt hại mang đến cho mình, thiệt hại mang đến cho người rất ít. Nhưng có những sai lầm khi mình phát hiện ra rồi đó thì hỡi ơi, cái tai hại, cái tác động tiêu cực nó ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến mọi người quá lớn và quá nhiều. Có một lúc nào quý Phật tử đã tự hỏi rằng Trong số những sai lầm trong cuộc đời này Thì sai lầm nào là lớn nhất? Chúng ta đã từng băn khoăn về câu hỏi này chưa? Ví dụ mình có sai lầm Rồi mình cũng thấy những cái thông tin báo đài Hoặc là chúng ta tiếp xúc với nhiều người Thì mình cũng thấy có những sai lầm Rồi trong những sai lầm đó mình có thắc mắc là có sai lầm nào là lớn nhất. Chúng ta đã từng băn khoăn về điều này chưa? Ít nhiều gì chúng ta cũng có rồi. Vậy xin hỏi quý vị tử này. Trong tất cả những sai lầm, nếu để chọn ra sai lầm lớn nhất của đời người, đó là điều gì? Trên chiến trường khi thanh kiếm vừa rơi khỏi tay thì người lính vội vàng phải nhặt cái thanh kiếm đó lên để làm sao? Để trong tay luôn luôn có vũ khí, để trong tay luôn luôn có thứ để bảo vệ chính bản thân của họ trước kẻ thù. Chúng ta xem những bộ phim đó. Đánh nhau thì trên tay họ có gươm, có kiếm đúng không ạ? Mà lỡ nó rớt cái gươm xuống, rớt cái kiếm xuống thì họ phải làm gì quý vị tử? Ngay lập tức phải làm gì? cúi xuống nhặt lấy cái gươm liền. Tại vì nếu trên tay họ không có gươm, thì cũng có nghĩa rằng họ mất đi một cái cái vũ khí để bảo vệ họ trước kẻ kẻ thù. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, quý Phật tử ạ. À. Nếu trong tâm của mình vô tình hoặc cố tình chủ quan hay là bị khách quan chi phối mà làm rơi mất đi Lương thiện. Rơi mất đi những suy nghĩ thiện của mình. Thì trong trường hợp đó, người nào có sự tu dưỡng, người nào có sự hiểu biết, người nào có trí tuệ, thì họ cũng như thế nào ạ? À? Vội vàng nhặt lên cái điều thiện đó. Vội vàng nhặt lên cái sự lương thiện đó. Để làm sao? Để trong tâm của họ luôn luôn có sự hiện diện của suy nghĩ tốt, suy nghĩ thiện. Và nếu trong tâm của ai mà còn lương thiện, nếu trong tâm của ai mà còn những suy nghĩ thiện thì chắc chắn rồi, sự lương thiện đó, sự thiện tâm đó sẽ giúp bảo vệ họ trước mọi biến cố của cuộc đời, mọi biến cố của cuộc sống. Và những biến cố của cuộc sống cuộc đời không bị nó xô ngã vào nỗi khổ niềm đau được không ký Phật tử? Được không ạ? À? Chúng ta thấy hai hình ảnh rõ ràng không? Trên chính trường trong tay là phải có vũ khí cái gươm hoặc cái kiếm. Khi mà chúng ta làm rơi cái gươm, rơi cái kiếm, ngay lập tức phải làm gì? Nhặt lấy cái gươm cái kiếm liền để bảo vệ chính mình trong cuộc sống này cũng là một chiến trường đó quý Phật tử ạ. À. Chiến trường giữa điều thiện và điều điều ác. Trong cuộc sống này luôn luôn tồn tại hai mặt của vấn đề mà. Như bàn tay của chúng ta thì cũng có hai mặt đúng không quý Phật tử? Cái đồng tiền cũng có mấy mặt. Hai mặt, cái bàn chân mình cũng có hai mặt, cái đôi dép cũng có hai mặt trái phải mà. Thì cuộc sống này cũng đang hiện diện cuộc chiến đấu giữa thiện và và ác ngoài chiến trường cái vũ khí bảo vệ mình đó là gươm là kiếm thì trong cuộc sống này trong cái chiến trường giữa điều thiện và ác thì cái gì bảo vệ mình đó chính là lương thiện đó chính là thiện tâm đó chính là những ý nghĩ thiện lành nhưng mà quý Phật tử ạ, à, không phải lúc nào mình cũng giữ được ý nghĩ thiện. Không phải lúc nào mình cũng giữ được cái thiện tâm. Không phải lúc nào mình cũng giữ được cái lương thiện đâu. Có nhiều lúc mình chủ quan quá, mình kêu căng ngã mạn quá, thì lúc mình kêu căng ngã mạn cái thiện tâm nó rớt. Hoặc là nhiều biến cố quá. Mình sống tốt với cuộc đời, mình yêu quý mọi người, giúp đỡ mọi người. Nhưng cuối cùng rồi, họ không giúp mình đã đành. Họ không biết ơn mình đã đành. Mà họ còn quay trở lại đâm cho chúng ta một nhát đau thấu tận cả tâm gan. Mình thì hết lòng với mọi người, thì mọi người làm cho mình hết hồn. Thì lúc đó, mình lánh cánh. Tại sao tôi yêu thương cuộc đời này? Tại sao tôi giúp đỡ mọi người? Mọi người không cần phải trả ơn tôi một điều gì quá lớn lao. Nhưng mà đây họ đã không trả ơn, họ không biết ơn, mà còn quay trở lại hại mình nữa. Thì trong lúc đó chúng ta cũng hơi bị trong trên. Và có nhiều người trong trên quá rơi mất đi cái sự lương thiện. Tại vì họ giúp nhiều người quá, mà sao con người gian manh quá. Họ giúp đỡ bạn bè cũng có, người thân, thậm chí người thân trong gia đình cũng có luôn. Nhưng mà cuối cùng họ lại bị những cái điều trái ngang, nghịch cảnh, những cái điều thì phi, oái âm. Thế là họ bị lung lay điều thiện, họ đánh mất luôn điều thiện. Trong cuộc đời này có không quý Phật tử? Có đấy. Nên chủ quan do mình kêu căng ngã mạng, khách quan do nhiều biến cố của cuộc đời xô đẩy, ít nhiều gì cũng đã có đôi lần. Quý Phật tử ngồi ở đây, và thậm chí khải tần ở đây trong trên trong vấn đề tu tập và làm thiện nhiều lúc mình thắc mắc vậy mình có còn tiếp tục giữ được cái thiện tâm không mình có đủ tiếp tục để thương người thương đời nữa hay là không hay là như thế nào đóng lại cái tâm của mình không thương yêu nữa ít nhiều gì chúng ta cũng sẽ bị như vậy tuy nhiên cái tần kể cho quý phật tử nghe câu chuyện có một vị tu sĩ thấy một con bò cạp rơi xuống nước mà chúng ta biết con bò cạp nó có biết bơi không? Dạ không. Rơi xuống thì nó như thế nào ạ? Nó vật vã tại vì không biết bơi mà. Từ từ nó sẽ bị chìm. Thì vì tu sĩ này mới thương quá. Trong lúc thương vội vàng vớt con bò cạp lên. Khi vừa vớt lên một cái, nó bước thoi thóp thì ngay lập tức nó làm gì đúng rồi nó lấy cái đuôi nó cắn vào tay của vị tu sĩ đó cắn vào đau quá đau quá thì vị mới rủ tay đó là rớt xuống cái nước lại rớt xuống cái nước lại thì vị này là như thế nào lại tiếp tục thương quá lại cúi xuống để vớt thì có một người đệ tử từ trong bước ra nói sư phụ ơi tại sao sư phụ lại làm như vậy Lúc nãy chính mắt con thấy sư phụ cứu con bò cạp đó Mà nó không biết ơn, nó còn cắn sư phụ nữa Mà bây giờ khi nó vừa cắn sư phụ xong Bây giờ sư phụ lại cứu nó Nên con nghĩ không nên cứu nó nữa Thì vì sư phụ này mới nhẹ nhàng mỉm cười Vẫn tiếp tục xuống Nhưng lấy một cái cây vớt con bò cạp bỏ lên bờ Quay trở lại nói với đệ tử của mình con nhớ bài học này sau này khi con làm điều thiện với bất cứ ai khi con đem những điều tốt đến với cuộc đời này dù cuộc đời có ném trả lại cho con những điều đau thương những cái sự oan trái những cái sự thị phi dù con giúp ai đó họ không biết ơn mình họ quay trở lại hại mình những điều đó có thể xảy ra không phải một lần mà rất nhiều lần, nhưng hãy nhớ rằng đừng vì điều đó mà đánh mất đi thiện tâm của lòng mình, được không quý Phật tử? Được không ạ? À? Tức là chúng ta rút ra được một bài học. Cái thiện tâm này của ai? Của ai? Của mình, ai cũng có tâm thiện cả, nhân chi sơ tính bổn thiện mà. Ai cũng có thiện tâm cả thiện tâm này giúp ích cho ai? Cho mình đầu tiên, rồi giúp ích cho cho đời. Nên ai còn có trái tim của sự hiểu biết, ai còn có trái tim của lòng từ bi, ai còn có trái tim của sự lương thiện, tức là người đó vẫn còn có những điều tốt đẹp. Nên đừng bao giờ vì bất cứ ai, đừng bao giờ vì bất cứ một biến cố nào trong cuộc đời mà đánh mất đi tấm lòng lương thiện quý giá của mình đồng ý không quý phật tử đồng ý không chúng ta có thể mất tất cả ví dụ như mất của cái tài sản thậm chí trong cái quy luật vô thường trong quy luật vô thường thì một mình sẽ mất đi người thân yêu hai người thân yêu sẽ mất đi mình nhưng đừng bao giờ đánh mất đi cái sự lương thiện trong tâm của mình tại vì sao tại vì sự lương thiện trong tâm của mình là một viên ngọc sáng giá nhất quý giá nhất và chính sự lương thiện đó sẽ nâng đỡ chúng ta có một cuộc sống an lạc hạnh phúc trong hiện tại trong tương lai và chính cái tâm lương thiện đó nâng đỡ chúng ta mặc dù mình chưa chứng đắc các quả vị thánh đặc biệt là tứ quả la hán để giải thoát giác ngộ khỏi sinh tử linh hồi mặc dù vẫn còn trong trầm lên sinh tử nhưng nếu ai còn giữ được thiện tâm thì người đó vẫn có cơ hội tái sinh vào các cảnh giới an lành người đó vẫn có cơ hội gặp được phật pháp gặp được thầy lành bạn tốt thiện minh sư dạnh giác để tiến tu rồi một ngày nào đó đầy vũ nhân duyên phước báo giải thoát và giác ngộ được không quý Phật tử được không Còn nếu vì một lý do nào đó chủ quan hoặc khách quan chúng ta đánh mất đi cái viên ngọc quý giá nhất trong tâm của mình đó chính là thiện tâm đó chính là sự lương thiện thì như thế nào quý Phật tử khi trong tâm của một người không còn lương thiện thì chắc chắn rồi họ sẽ cay cú với cuộc đời sẽ có những việc làm bất thiện sẽ có những lời nói hung ác và chính những hành động bất thiện chính những lời nói hung ác xuất phát từ trái tim không còn điều lương thiện thì tam nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp của người này bị nhiễm ô. Và khi thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp của người này bị nhiễm ô thì chắc chắn rồi cuộc sống của họ đau khổ và họ lại gieo rắc những khổ đau vào lòng nhân thế rồi cuối cùng tạo ác nghiệp nhận phải những quả báo ác nghiệp đó. Ở đây quý Phật tử có biết là từ một con sâu mà nó muốn biến thành một con bướm thì nó phải trải qua giai đoạn gì quý phật tử giai đoạn gì giai đoạn gì nó phải luộc xác mà trước khi luộc xác thì nó nhả nhả tơ nó nhả tơ tới đâu nó quấn tơ tới đó nó tạo thành một cái gì chúng xác một cái kén nó nhả tới đâu nó quấn kén tới đó và nó nằm trong cái cái kén đó. Mình cũng vậy thôi. Chúng ta có những hành động ác, chúng ta có những lời nói ác, chúng ta có những ý nghĩ ác, thì mình cũng đang nhả kén. Rồi cái kén đó nó quấn quân cuộc đời của của mình. Nhớ nha. Mình làm một điều ác, nói một điều ác, thậm chí nghĩ một điều ác, không ai thấy, không ai nghe, không ai biết. Đừng nghĩ rằng thoát được Không thoát được đâu Tại vì sao? Lưới trời lồng lộng Tuy thưa nhưng khó lọt Cái lưới trời ở đây là luật gì quý Phật tử biết không? Luật nhân quả Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? <laughs> Nên trong tâm không còn thiện tâm nữa Cuộc sống mình không còn cái viên ngọc quý của sự lương thiện nữa có nguy hiểm không quý Phật tử? Có. Mà tại sao ban đầu mình có lương thiện, mình có thiện tâm, bây giờ chúng ta đánh mất thiện tâm thì xin hỏi quý Phật tử, chúng ta làm đánh mất đi thiện tâm của mình đó có phải là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình không? Có đấy, nên đừng bao giờ vướng phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời tức là đừng bao giờ đánh mất đi thiện tâm của mình đồng ý không quý phật tử đồng ý không vậy thầy trò chúng ta đã cùng nhau khẳng định rằng sai lầm lớn nhất của con người là gì là từ bỏ đi sự lương lương thiện điều này nhất định là sự thật nên ai mà đánh mất đi cái thiện tâm ai mà đánh mất đi sự lương thiện cũng có nghĩa đây là một sai lầm lớn nhất của cuộc đời. Tại vì đánh mất sự lương thiện trong tâm thì vô vàn những điều đau khổ bất an sẽ luôn luôn chờ chúng ta ở phía trước con đường. Khi từ bỏ sự lương thiện trong tâm, chúng ta sẽ tự biến mình trở thành một cây khô mục yếu mềm hẳn đi cái cây sợ dị, nó cứng cáp nó mạnh nó phát triển nó đâm chồi nó nảy lọc tại vì nó còn tươi nó còn nhựa nhựa sống còn ví dụ cũng là một cái cây nhưng mà rễ của nó không bám chắc vào lòng đất nữa nó không hút chất dinh dưỡng lên cho thân cây nữa thì thân cây nó bị mục thì trên cái thân cây mục đó có đâm chồi có nảy lọc được không quý phật tử không thể đâm chồi nảy lọc được mà theo thời gian cái cây đó càng ngày càng mềm càng ngày càng mục càng ngày càng yếu và chỉ cần một cái cơn gió thổi qua thôi là cái cây đó đã bị bứng gốc và ngã ngã quỵ cũng vậy thôi nếu ở đây trong cuộc đời này mà người nào từ bỏ đi sự lương thiện cũng có nghĩa mình tự biến mình trở thành một cây khô cây mục yếu mềm hẳn đi được không quý Phật tử? Được không? Cũng vậy, khi chúng ta ghét bỏ một cái sự lương thiện bên ngoài thì chúng ta sẽ làm cho cuộc sống chung quanh mình nó trở nên gai góc và nguy hiểm. Vì sao? Vì mình đã loại bỏ hết ở đó những gì tốt đẹp nhất. Trong cuộc sống này có nhiều điều lương thiện lắm nếu chúng ta yêu quý được điều lương thiện tuyệt vời nhưng nếu lúc đó chúng ta chưa cảm được chưa yêu quý được cái điều lương thiện đó thì ít nhất đừng ghét bỏ nó đừng loại bỏ điều lương thiện đó tại vì mỗi điều lương thiện trong cuộc đời này có quý không quý phật tử nó quý lắm ví dụ hôm nay chúng ta về chùa dự lễ lễ tổ của chùa ngọ dương có quý không ạ có chưa hôm nay thứ bảy vẫn chưa phải là ngày nghỉ phải sắp xếp thời gian mới về chùa được vì sao chúng ta về chùa dự lễ tổ tại vì nước sông nọ có nguồn mới chảy hạt thóc kia có cấy mới lên uống nước thì phải nhớ nhớ nguồn nên chúng ta có thể là khác nhà nhau khác dòng tộc nhưng mình biết mình chung một tổ nên hôm nay mình về chùa dự tổ với cái đạo lý uống nước nhớ nguồn thì đó có phải là điều thiện không? Có chứ. Rồi khi chúng ta vào chùa dự lễ dỗ tổ không chỉ là chúng ta đem lời ca, đem tiếng hát mình lên cúng dường không chỉ là có những cái mâm oản nên cúng cái bàn Phật, tam bảo, bàn tổ mà mình còn vào đây có một thời tụng kinh dược sư mình vào giảng đường này có một thời nghe giảng pháp xin thưa những điều đó có quý không? Cho một tràng pháo tay. Trong trường hợp này nếu một số người họ không về chùa dự lễ tổ, ở đây chúng ta không dám nói đúng sai tại vì tùy mỗi người mà. Nhưng nếu họ không về chùa dự lễ thì không sao. Họ không vào chùa Tùng kinh cũng hỏng sao họ không vào đây nghe pháp cũng hỏng sao tại vì mỗi người có nhiều lựa chọn điên. nhưng họ không tới chùa dự lễ họ không vào chánh điện Tùng kinh không qua giảng đường nghe pháp dừng tại đó thì tạm ổn nhưng họ bước thêm một bước nữa có những lời nói xúc phạm chê bai những người về chùa dự lễ thì xin thương, bắt đầu sai chưa có trong khi mình không làm được điều lương thiện đó, mình thấy người khác làm, ít nhất mình phải vui mừng, phải hoan hỷ. Nếu không vui mừng, không hoan hỷ thì cũng đừng ghét bỏ, lên án nó. Được không ký Phật tử? Được không ạ? À? <laughs> nên mỗi điều lương thiện hiện diện giữa cuộc đời này thì đó là hoa thơm, là cỏ ngọt, là những điều tốt đẹp dâng tặng cho cuộc đời. Và cuộc đời sẽ trở nên tốt hơn đẹp hơn tươi hơn bởi những điều lương thiện đó còn bây giờ mình như thế nào từ bỏ sự lương thiện bên ngoài lên án những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời này thì lúc đó cũng có nghĩa chúng ta đang làm cho cuộc sống xung quanh mình nó trở nên gai góc và nguy hiểm vì sao vì chính mình đã đi ngược lại những điều lương thiện đó và chính mình loại bỏ hết những gì tốt đẹp nhất xung quanh mình được không ký phật tử được không ạ à? <laughs> tự làm suy yếu bản thân rồi lại ra sức làm cho cuộc sống mình trở nên nguy hiểm rồi rốt cuộc những cái sự đau khổ những xiền não những bất an trong cuộc sống đã chọn lựa con người hay chính con người đã chọn lựa những bất an quý Phật tử. Ai? Các ta nói lại nha. Tự mình làm yếu bản thân của mình bằng cách chúng ta không giữ trong mình cái sự lương thiện, tự mình làm yếu bản thân của mình bằng cách chúng ta ghét bỏ sự lương thiện, đúng không ạ? Và không những mình làm yếu đi bản thân của mình, mình làm mất đi cái sự lương thiện trong mình. Rồi mình còn ra sức làm cho cuộc sống xung quanh mình cũng trở nên gai góc hơn, nguy hiểm hơn. Vậy, rốt cuộc, những bất an, những phiền não trong cuộc sống chọn lựa con người hay chính chúng ta đã tạo ra những cái sự bất an đó? Chính mình, chính mình tạo ra. Nên mỗi lần gặp nỗi khổ niềm đau nói, trời ơi sao con khổ quá Mỗi lần mình gặp những điều trái ý nghịch lòng mình đổ thừa Do người này còn mới khổ, do người kia còn mới khổ thì ạ à? Thầy ơi, ở chùa thì không biết Mà về nhà con, con buồn lắm Y như địa ngục trần gian vậy đó Nói vì sao? Tại vì chồng con Vì sao? Vì vợ con, vì con của con Nhưng hóa ra vì ai? Vì mình, tại vì sao? Tâm mình như thế nào sẽ nhìn ra mọi thứ như thế đó Nên có nhiều người ghét bỏ sự lương thiện loại bỏ sự lương thiện ra khỏi tâm của mình rồi làm cho cái môi trường xung quanh của chúng ta cũng trở nên gai góc và nguy hiểm thì chính người đó tạo ra một cuộc sống bất an phiền não chứ không phải cuộc đời tạo ra đâu được không quý Phật tử được không ạ? À? Dù đục hay là trong thì con sông nó vẫn chảy chúng ta hay trách cuộc đời méo mó nhưng mà tại sao con quay trở lại nhìn thấy tâm can của mình cuộc đời nó vẫn thế quý vị tử ạ mây vẫn bay gió vẫn thổi mặt trời vẫn mọc ở hướng đông lặng ở hướng tây cuộc đời vẫn thế mà còn đau khổ hay không không phải do cuộc đời mà do ai do mình mà mỗi lần mình đau mình khổ bắt đầu mình trách cuộc đời méo mó Tại sao con sinh ra trong một ngôi sao xẹp? Tại sao con sinh ra là một ngôi sao xấu? Tại sao những điều đau khổ bất hạnh cứ tìm tới với con? Nhưng hỡi ơi, cuộc đời vẫn thế. Cuộc đời không méo mó, cuộc đời vẫn vuông tròn. Nhưng do cách sống của mình mới làm cho chính bản thân chúng ta đau khổ mà thôi. Được không quý Phật tử? Được không ạ? À? <laughs> Khi trong tay chúng ta có được một cây bút chì thì dù chúng ta có cố gắng dù chúng ta có nỗ lực vẽ nên những bức tranh đẹp thì xin thưa cái bức tranh của mình cũng chỉ có một màu nâu đen thôi Tại vì trong tay mình chỉ có cây bút chì không có bút màu vẽ đẹp gì thì đẹp cố gắng gì thì cố gắng nhưng bức tranh đó chỉ có mấy màu một màu màu nâu màu đen thôi. Cũng vậy, nếu trong tâm chỉ có những điều bất thiện, trong tâm nếu chỉ có những suy nghĩ bất thiện thì dù chúng ta có cố gắng bảo vệ mình thì chúng ta cũng vô tình đẩy bản thân của chính mình vào những mối nguy hiểm to lớn. Tại vì lấy cái ý nghĩ bất thiện mà bảo vệ mình trước sóng gió cuộc đời thì có khả thi không quý Phật tử? Không, làm sao khả thi được? Nên khi trong tâm không còn điều thiện nữa, trước sóng gió cuộc đời, mình đem một tâm hồn không còn những điều thiện. Mình đem một tâm hồn không còn có những suy nghĩ thiện. Bảo vệ mình trước sóng gió cuộc đời, bảo vệ được không quý Phật tử? Không. Giống như cầm cây bút chì đen muốn vẽ nên một bức tranh đẹp có đầy đủ sắc màu vẽ được không? Không vẽ được. Nên biến cố cuộc đời chắc chắn ai cũng có cả. Ai cũng muốn bảo vệ mình trước những biến cố sóng gió nghịch cảnh của cuộc đời. Nhưng nếu trong tâm hồn mình, nếu trong tâm hồn mình chỉ có những suy nghĩ bất thiện thì mãi mãi không bao giờ có thể bảo vệ chúng ta đâu mà ngược lại vô tình xô đẩy cuộc đời mình vào những mối nguy hiểm to lớn hơn nữa đường không quý phật tử được không ạ à? ví dụ khi chúng ta đem cái ác điều bất thiện để bảo vệ mình khỏi những điều ác nhỏ và chúng ta chỉ có thể yên tâm được vài ngày thôi chỉ có thể yên tâm được vài hôm thôi. Rồi sau vài ngày yên tâm đó là nối tiếp những khoảng ngày như thế nào cái tự nôm nớp lo sợ sợ sao sợ người đem cái ác tàn khóc hơn lại ném trả vào mình nên thường thường nếu mình không có tu đó thì khi có một cái điều ác nào đó nhỏ tới là mình sẽ dùng một điều ác lớn hơn để làm gì để làm gì để xóa lấp, để bảo vệ mình. Trong lúc đó, có đấy, an tâm. Nhưng có vài tiếng đồng hồ thôi, có vài ngày thôi. Rồi sau đó là những tháng ngày lo lắng. Lo lắng sao? Lo lắng cái người kia lại tiếp tục đem điều ác hơn ném vào cuộc đời của mình. Nên nhớ nha, khi có một cái nhân, một cái quả bất thiện nào đó trổ ra, một cái điều ác nào diễn ra với mình Đừng bao giờ cố gồng mình lên để làm một điều ác trống trả lại. Mà lúc đó chúng ta sẽ sử dụng gì? Thiện tâm những điều tốt đẹp để hóa giải những ác nghiệp đó thôi. Được không quý Phật tử? Được không? <laughs> cũng vậy, khi lấy lời nói dối để che đậy những lỗi lầm của mình, chúng ta cũng chỉ có thể yên tâm được vài ngày chúng ta cũng chỉ có thể yên tâm được vài vài hôm rồi sau cái giây phút yên tâm đó mình bắt đầu như thế nào lo sợ bị người khác phát hiện bị người khác phát hiện ví dụ mấy hôm nay quý bà tự thấy có những cái đại án kinh tế lớn đó khi họ làm sai họ biết không biết chứ rõ ràng làm sai họ biết mà nhưng họ có những cái mánh khóe có những cái sự tinh vi để luồn lách để che đậy đến những cái cái sai lầm đó nên chúng ta thấy cái quá trình tội lỗi của một con người họ có thể dùng lời nói họ có thể sử dụng một điều ác nào đó che đậy nhưng cái sự che đậy được mấy ngày có được một thời gian thôi và khi che đậy họ biết họ che đậy được nhưng có nôm nớp lo sợ không quý phật tử có chứ sợ một ngày pháp luật rờ gáy sợ một ngày vào tu, sợ một ngày đứng trước vành móng ngựa và sợ một ngày chịu án phạt. Nên những người đó giàu mà có hạnh phúc không quý Phật tử? Không. Ví dụ mình nè, mình ở nhà cấp 4 thôi. Chúng ta chỉ là một người làm công nhân viên chức bình thường. Chúng ta chỉ là một người buôn bán bình thường. Chúng ta chỉ là một người nông dân bình thường. Nhưng cái đồng tiền đó chân chính cái việc làm đó hợp pháp cái số tiền lương đó không quá lớn có thể 5 cho đến 10 triệu một tháng thôi nhưng tối về ngủ ngon không ngon tại vì sao đúng rồi mình không có hại ai cả vô tư cái đồng tiền đó sạch còn đây nè có mấy nghìn tỷ đi chăng nữa nhưng cái số tiền đó là tội lỗi trong một giây phút nào đó trong một ngày tháng nào đó mình che lấp được cái tội lỗi đó nhưng ngủ có ngon không không đâu trên cái mâm mà sơn hào mà hải vị đây nhưng mà nghe tin chuẩn bị tới mình rồi ăn có nổi không không còn mình ra ngoài vườn có rau muống có rau má có rau làng mình hái vào đúng không ạ à? À, mình lấy ít nấm mình nấu canh lên sau đó mình luộc vài cái quả bí đao Quả mướp gì đó Là một cái chén kho quẹt Nấu một nồi cơm Mình ăn như vậy có ngon không Ngon tại vì sao Mình không tội lỗi Mình không đánh mất được sự thiện tâm của mình Và không dùng lời nói dối trá Không dùng những điều ác Để che lấp đi điều ác Được không quý Phật tử Được không ạ Một ví dụ nhỏ nhỏ nữa Ở đây Lúc nhỏ ai đã từng làm rơi vỡ bình hoa chén bát trong gia đình Dơ tay cái thành xe <laughs> Rồi đất ơi ai cũng vậy đó hả cái thành tưởng một mình khải thành chứ Ví dụ bình hoa bây giờ mình lớn mình không nói Nhưng khi mình nhỏ mình làm rơi bình hoa Bể bình hoa, bể cái chén, bể cái tô Lúc đó mình có dám can đảm nói Bố ơi mẹ ơi hôm nay con làm bể bình hoa không Không mà mình sẽ nói con mèo nó nhảy đúng không con chó nó chạy qua hoặc là trong gia đình mà có đứa bé nào đang tập bò đó đổ thừa cho cháu mình đổ thừa cho em mình có không mà nếu không có ai đổ thừa mình nói gì con không biết khi về con đã thấy như vậy rồi đúng không ạ à? mà chính bản thân của mình biết ai làm mình làm lúc đó mình nói láo là đã hồi hộp chưa hồi hộp nói dối đã lo lắng rồi trong lúc đó bố mẹ có thể tin mình đúng không ạ à? bố mẹ tiếp tục điều tra con mèo nào con chó nào nhảy hay là ai đó làm mình lo lắng không có chưa có lo lắng nên một cái vấn đề là một cái bình hoa bị vỡ một cái tô cái chén nó bị rơi vỡ mình làm điều đó mà mình dùng cái lời nói dối của mình để che đậy lỗi lầm của mình. Trong lúc đó mình thở vào nhẹ nhõm an toàn rồi. Nhưng sau đó lại tiếp tục hồi hộp nhiều hơn nữa. Vì sao? Sợ bố mẹ mình phát hiện. Đó là vấn đề rất nhỏ. Trong cuộc sống này có nhiều vấn đề lầm lỗi nó lớn hơn vỡ cái bình hoa. Có những cái lầm lỗi nó lớn hơn vỡ cái tô, cái bát. Thì lúc đó nếu chúng ta vẫn tiếp tục dùng những lời nói dối trá để khỏa lấp đi điều sai đó thì cũng có nghĩa chúng ta đang nuôi lớn cái sự bất an của mình trong từng ngày. Giá như lúc nhỏ, vỡ bình hoa, nó bố ơi, mẹ ơi, hôm nay con bất cảnh quá, con xin lỗi bố mẹ, con lỡ lơi bình hoa. Con sẽ cố gắng làm sau, không tái phạm nữa, mong bố mẹ cho con xin lỗi. Lúc đó thậm chí bố mẹ có thể la mình, có thể mắng mình nó tại sao hậu đầu quá nhưng la rồi mắng rồi sau đó mình cảm thấy yên tâm không nhẹ nhõm lắm đó là vấn đề nhỏ bây giờ trong cuộc sống vậy có những điều sai có những điều bất thiện mình lỡ làm nhưng mình biết điều sai đó điều bất thiện đó dám can đảm ăn năn sám hối nhận lỗi sửa lỗi trong lúc đó đúng không ạ thì sau lúc đó mình cảm thấy như nào nhẹ nhõm tâm hồn được không ký Phật tử Được không ạ à? Nên ngay từ ban đầu Chúng ta đã nói rồi Thầy trò chúng ta có hoàn hảo không Không hoàn hảo Thánh nhân nào cũng có quá khứ Tội đồ nào cũng có tương lai Ví dụ Đức Phật của chúng ta Là một vị thánh hoàn hảo Tại vì Ngài đã giải thoát Giác ngộ viên mãn Nhưng trước khi Ngài thành Phật Trong vô lượng kiếp Ngài có làm điều sai không? Có chứ Nên trước khi Ngài thành Phật Ngài vẫn có những điều sai như thường Ví dụ Lúc mà từ giả hai vị thầy Alara Kalama và Uddaka Ramabutta Ngài tu cái pháp môn gì? Sáu năm Chính xác tu khổ hạnh Sáu năm rộng rã tu khổ hạnh Ngài tin rằng với cái pháp môn tu khổ hạnh này Sẽ giải thoát giác ngộ Sau khi giải thoát giác ngộ Sẽ em lại lợi ích an vui Cho chính bản thân của Ngài Và cho tất cả mọi người Nhưng 6 năm tu rồng rã Pháp môn khổ hạnh Cuối cùng Ngài phát hiện Đúng hay sai Sai Lúc đó Ngài can đảm Can đảm Đúng ạ à, Công khai Cái việc làm sai của mình Ngài nói, sáu năm qua tu khổ hạnh sai rồi. Chúng ta thấy Đức Phật không? Ngài sai. Trước khi thành Phật, Ngài sai mà. Và mình nè, bây giờ mình có sai không? Có. Nhưng nếu mình học theo Phật á, sai, dám nhận sai, sửa cái sai đó. Thì nhờ Ngài thành thật với chính mình, Ngài dám nhận 6 năm qua rồng rã tu, nhưng Ngài đã sai rồi. Thì nhờ dám can đảm nhận sai sống thành thật với mình Thì Ngài mới từ bỏ cái sự sai lầm đó Bước thêm một bước nữa tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ Còn mình ngược lại Mình có cái sai không dám nhận sai Đổ lỗi cho người này Đổ thừa cho người khác Đổ thừa cho hoàn cảnh Cho môi trường, cho cuộc đời Thì xin thưa cứ mãi đổ thừa như vậy chúng ta có trưởng thành, chúng ta có phát triển, chúng ta có an lạc, chúng ta có giải thoát, có giác ngộ không quý Phật tử không bao giờ cả được không ạ? được không? <laughs> nên nhớ ở đây nếu mình có sai rồi mà mình biết sai, nhận sai có đáng quý không quý Phật tử? có, tại vì Đức Phật có nói có hai hạng người đáng quý ở đời Hạ người thứ nhất không có bất cứ một lầm lỗi nào cả. Ở đây mình được không? Không. Nhưng hạ người số hai có lỗi nhưng biết lỗi và sửa lỗi cũng là hạ người đáng quý rồi. Nên xin khuyên quý vị tử rằng lỡ chúng ta có một lời nói sai, lỡ chúng ta có một hành động sai và lỡ chúng ta có một ý nghĩ sai, đừng sợ điều đó. Mà hãy can đảm nhận điều sai đó để ăn năng xám hối và chuyển hóa tam nghiệp thanh tịnh được không quý Phật tử? Được không ạ? À? <laughs> Nên nhớ nha, khi lấy lời nói dối che đậy lỗi lầm của mình, chúng ta chỉ có thể yên tâm được vài ngày, nhưng sau vài ngày đó thì lại nối tiếp những tháng ngày lo lắng, tại vì sợ người khác phát hiện. Thì bây giờ lỡ sai rồi. Lỡ lầm lỗi rồi, phải can đảm nhận lỗi để quyết tâm sửa lỗi thì không còn lo lắng sợ hãi nữa, được công ký Phật tử, được không? <laughs> Cũng vậy, khi dùng một ánh mắt dữ, khi dùng một lời nói ác, khi dùng một đôi tay hung bạo xua đuổi người khác đi xa để bảo vệ những thứ chúng đang chúng ta đang có là chúng ta đang tạo ra cho mình những tháng ngày cô độc bất an sau này có những điều mình đang có có những điều mình thích nó và mình không muốn ai đụng vào những cái gì mình đang có mình không muốn ai xâm chiếm những điều mình đang thích thế là chúng ta sẽ sử dụng gì một ánh mắt giữ một lời nói ác, một đôi tay hung bạo để đuổi người khác ra xa. Thì lúc chúng ta dùng ánh mắt giữ lời nói ác, đôi tay hung bạo xua đuổi người khác đi xa để bảo vệ những thứ mình đang có, không ngờ cũng chính lúc đó chúng ta đang tạo ra những ngày tháng cô độc bất an sau này. Nên đừng bao giờ lợi mình mà hại người, được không ký Phật tử? Được không ạ? À? Trong cuộc sống này không thiếu những người như vậy đâu quý Phật tử ạ. À. Làm cái gì mà lợi mình họ làm. Bất chấp thủ đoạn, hại người này cũng được, xua đuổi người kia cũng được, thậm chí như thế nào, gai bẫy người khác cũng được, miễn sao mình có lợi. Và nghĩ như vậy là khôn ngoan nhưng không đâu. Với hành động như vậy, với việc làm như vậy thì họ đang tạo ra những ngày tháng cô đơn, cô độc trong sự bất an. Mình là người đệ tử Phật Chúng ta phải tránh xa đi điều ác, xin làm điều điều lành điều thiện. Vậy điều lành điều thiện là điều gì? Điều lành điều thiện là gì? Ai có hỏi điều lành điều thiện là gì, chúng ta trả lời. Dạ, điều lành điều thiện là những điều làm lợi mình và cũng lợi người chứ không lợi mình mà hại người cũng không lợi người mà hại mình. Tức là điều gì làm? Cả hai đều có lợi Đồng ý không quý Phật tử Đồng ý không? Cả hai ở đây tức là mình và mọi người đó Chứ nếu mà hai người đang có một cái thương vụ nào đó làm ăn, buôn bán Mình có lợi, đối tác mình cũng có lợi Nhưng nó hại cho quê hương, hại cho đất nước, hại cho dân tộc, hại cho mọi người Thì điều này có phải là điều thiện không? Không, nhớ nha Điều thiện là một điều làm hành động lời nói việc làm Lợi mình và lợi cho tất cả mọi người Lợi cho chúng sinh chứ không mang lại bất cứ một điều bất thiện nào cả Đó mới tốt Còn bây giờ để lợi mình mà dùng cái ánh mắt ác Dùng một lời nói dữ Dùng một đôi tay hung bạo để xua đuổi người khác để đẩy người khác vào đường cùng Để mình trục lợi Thì xin thưa Đây tạo nghiệp và khi tạo ác nghiệp rồi thì chắc chắn những ngày tháng còn lại chúng ta sẽ sống trong sự sợ hãi, cô độc và bất an được không quý Phật tử? Được không ạ? À? <laughs> những việc làm không thiện chỉ có thể bảo vệ chúng ta trong chốc lát thôi, nhưng nó sẽ làm khổ chúng ta suốt những ngày còn lại những việc làm bất thiện có thể bảo vệ chúng ta trong một giây phút nào đó y như một liều thuốc giảm đau ngay lập tức thôi nhưng nó lại để lại những hậu quả lâu dài nên có nhiều người bị đau ruột thừa bắt đầu uống thuốc giảm đau uống thuốc giảm đau uống thuốc giảm đau nặng đô vô nó hết đau hết đau ý y mình ngủ qua đêm cuối cùng nó vỡ có không quý Phật tử? Có. Cũng vậy thôi. Một cái điều bất thiện có thể ngay trong giây phút đó giúp chúng ta an toàn. Nhưng sau đó vô số những hiểm họa đang chờ đợi chúng ta. Nên mình là người đệ tử Phật. Chúng ta không sử dụng những điều bất thiện để che lấp, để bảo vệ mình. Mà chúng ta phải luôn luôn can đảm đối diện trước những lầm lỗi của mình. Chúng ta không thỏa hiệp với những điều bất thiện mà luôn luôn sống với trái tim của một người đệ tử Phật có đầy đủ sự lương thiện, được công quý Phật tử, được không ạ? À? <laughs> Khi ngoài trời giá lạnh. Ví dụ đợt trước cái thành ra dạng ở ngoài Hà Nội có 8 độ. Sau đó cái thành lên một số tỉnh Tây Bắc nhiệt độ xuống 2 độ khi ở ngoài trời nha chúng ta không nói trong nhà nha ở ngoài trời lạnh có một người than vãn trời ơi lạnh quá rồi họ chỉ biết co người lại để chịu cơn lạnh đó trường hợp số 1 trường hợp số 2 có người nào lấy thêm áo mặc vào cho mình đỡ lạnh số 3 có nhiều người như thế nào đi gom củi mồi lửa nhóm lên một bếp lửa to để chung quanh mình trở nên ấm hơn có ba cách này chúng ta chọn cách nào ai chọn cách số 1 là có người lại trời ơi lạnh quá giơ tay không ai chọn cách số 2 là lấy thêm áo ấm lấy thêm khăn lấy thêm nón để quang vào giơ tay số hai cũng được cũng được thì cứ cứ giơ tay nha rồi ai như thế nào kiếm củi, mồi lửa, nhóm lên một bếp lửa to để chung quanh mình ấm lên, dơ tay. Rồi, cho một tràng pháo tay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án. Đầu tiên, cái người mà chọn phương pháp co người lại, đúng không ạ? À? than vãn, thì lạnh nó vẫn lạnh thôi. Đúng không? Không hết lạnh. Mà mình càng than vãn, cái thân mình lạnh mà cái tâm mình phiền não. Cả thân và tâm đều Phương pháp số 2, mặc thêm áo. Đây là phương pháp khôn ngoan. Tại khi chúng ta mặc thêm áo vào, chúng ta quàng căng vào, chúng ta đổi nón vào, chúng ta mang tách vào, thì mình có thể bảo vệ mình trước cái giá lạnh đó. Tuy nhiên, nếu gom củi, mồi lửa, nhóm lên một bếp lửa to, không chỉ bảo vệ mình trước cái lạnh, mà còn giúp cho những người xung quanh giữ được ấm nữa được không quý Phật tử được không nên đứng trước những biến cố cuộc đời cũng vậy có nhiều người sẽ than vãn đổ thừa cái này đổ thừa cái khác thì xin thưa cái đau khổ đó có hết không không có nhiều người như nào co lại để bảo vệ chính mình thì cũng được đó nhưng có nhiều người như nào trong lúc bảo vệ mình cũng sẽ tìm cách bảo vệ những người xung quanh mà trong lúc mình bảo vệ những người xung quanh cũng có nghĩa đang bảo vệ mình một cách vững chắc nhất. Nên có những người trong khi bảo vệ hạnh phúc cho mình, họ cũng đang bảo vệ hạnh phúc cho người, người khác. Vì sao? Vì hạnh phúc của người nó trở thành một phần quan trọng với hạnh phúc của chính bản thân họ, được không quý Phật tử? Được không ạ? cũng vậy có những trái tim trong tất cả mọi chuyện trong tất cả những nghịch cảnh trong tất cả những biến cố của cuộc đời mặc dù đang đối diện với khó khăn với biến cố với nghịch cảnh nhưng họ luôn luôn biết nghĩ đến hai lần nghĩ hai lần là, là nghĩ cho ai một nghĩ cho nghĩ cho mình rồi tiếp tục nghĩ cho người thì người như vậy đang bảo vệ mọi người và đang bảo vệ chính mình bằng sự lương lương thiện được không quý phật tử được không ạ à? nên hôm nay là nhân dịp ngày dỗ tổ thường năm của chùa ngọ dương cái tần gửi đến toàn thể năm đầu quý phật tử đề tài pháp thoại đó là sai lầm lớn nhất của đời người Chúng ta là cùng nhau phân tích và khẳng định rằng sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất đi lương thiện của mình. Biết được điều đó rồi, từ đây về sau, dù gặp nỗi khổ, niềm đau, dù gặp những điều trái ý, nghịch lòng, dù gặp những cái điều mà nó kinh khủng khiếp đến với mình, thì đừng bao giờ vì những điều đó mà đánh mất đi sự lương thiện của mình. Cũng vậy sau này chúng ta có thể gặp những người yêu thương mình nhưng cũng rất nhiều trường hợp chúng ta gặp phải những người ghét bỏ mình sẽ có nhiều trường hợp mình giúp người họ biết ơn mình nhưng cũng sẽ có nhiều trường hợp mình giúp người nhưng họ quay trở lại hại mình thì cũng đừng vì thế mà đánh mất đi sự thiện tâm trong mình được không quý phật tử được không khi nào trong trái tim trong tâm hồn của chúng ta còn sự thiện tâm, khi nào trong trái tim của mình vẫn còn những ý nghĩ thiện thì lúc đó chúng ta vẫn còn chất liệu của sự bình an và và hạnh phúc. Và hãy nhớ rằng, hãy nhớ rằng hãy chọn cho mình cách sống. Cách sống gì? Nghĩ hai lần. Nghĩ hai lần là gì? Bảo vệ cuộc đời của mình bằng sự thiện tâm và cũng giúp cho mọi người phát triển an vui, hạnh phúc bằng chính sự thiện tâm đó. Và kính chúc quý Phật tử ở đây cùng gia đình thanh quyến chúng ta được thanh khỏe, tâm an, tinh tấn tu hành, gieo trồng được nhiều thiện pháp và đặc biệt luôn luôn giữ được một trái tim trong sáng, luôn luôn giữ được một tâm hồn thánh thiện đi giữa cuộc đời để luôn luôn có sự an lạc và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi về sau Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật